quay như thế này không hả Bình ơi? Bạn phát trực tiếp thôi. Chú Bình đi con. Phát trực tiếp này là sao nó tối ung mình mà Bình nhá. Nào nhìn nó đây nha, nhìn nó đúng kính nha. 1 2 3. 2 3. Rồi, rất đẹp con, tính mặt không ạ? Rồi đi, đứng xe vào. Xe vào. Rồi bây giờ không phải quay trực tiếp không? Đang bắt đầu phát trực tiếp. Nó bắt đầu kiểu gì mà nó chân nó ninh. Bắt đầu. Đấy, nó cứ vậy là sao? Do mạng à? Nhấn để mô tả. Ủa bác đã dừng rồi mà. Sao lại dừng được? Này phát trực tiếp này đúng không? Có cái này. Đấy. Đấy, bắt đầu. Bắt đầu này. Đấy, sao nó kìa? Đây là chưa có mạng. Mạng rồi, mạng đâu? Mạng yếu, không có mạng. Rồi, mạng yếu, mạng yếu. Đây không? Đúng rồi. Còn sao nữa? Đây, nhấp vào cái này. Bạn để em cho nó lên đây chứ. Chẳng quá. Sao vậy? Còn mình đây không? Rồi, nó để em cho nó chạy đi. Còn đi, nhỉ? Có thấy đâu. Một khẩu. Dạ. Một, hai. Anh Nam nghe không kìa? Một là năm xuất dương hay là năm xuất gia nha. Rồi, xuất dương luôn, đúng rồi. Sao gài một lần nó phải được chứ sao? Đấy, được rồi. Rồi. Đẹp luôn á. Chuẩn bị nha, cái này quan trọng nè. Cái này nè. Ba quay phim đi ba. Ừ này,